trần nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin hoa kỳ tin quốc tế và tin việt nam ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay quốc hội đang nỗ lực tìm cách tránh cho chính phủ bị đóng cửa sau khi bị trì hoãn vào cuối tuần qua Quốc hội đang nỗ lực tìm cách tránh cho chính phủ bị đóng cửa vào ngày thứ sáu khi mà cái thời hạn chót ngày 22 tây tháng 3 sẽ diễn ra giữa lúc mà đang có tình trạng gọi là bế tắc tại quốc hội và đã ngưng lại cái cuộc họp vào cuối tuần qua. Các nhà lập pháp vẫn đang tìm cách gọi là đưa ra những cái dự tính của họ để tránh cho chính phủ sẽ bị đóng cửa vào ngày chủ nhật vào giờ chót và trong đó đã có một cái cuộc trì hoãn trong tiến trình này đã buộc của quốc hội gần như là đang tìm cách để đã đạt được thỏa hiệp và cái uh, dự tính này bao gồm luôn một cái packet tức là một cái gồm có nguyên một năm cho cái chi phí của quốc phòng đến ngày thứ sáu và vẫn tiếp tục một cái nghị quyết để giữ cho bộ an ninh nội địa uh, thông qua cái tài khoản của cuối năm tuy nhiên điều bất đồng là bộ an ninh nội địa đã khâu uh, thúc đẩy cái uh, thời gian này và nói rằng là họ cần thiết là phải thực hiện cái chính sách để mà bảo đảm an ninh nội địa. Trong tuần này thì Ủy ban giám sát và Ủy ban trách nhiệm cũng sẽ có một cuộc điều trần một phần trong cái tiến trình mà Đảng Cộng hòa sẽ có một cái impeachment inquiry tức là một cuộc điều tra đàn hạch đối với lại ông cựu tổng ông đương kim tổng thống Joe Biden với một số những ngôi sao trong đó bao gồm luôn cả Hunter Biden, tuy nhiên thì họ vẫn chưa cho biết như thế nào hiện nay thì hạ viện đang duyệt xét việc mà có một cái dự luật liên quan tới vấn đề năng lượng sẽ được đưa xuống sàn vào tuần này giữa lúc mà một trong những thành viên của đảng hòa cho biết đây sẽ là cái tuần lễ của năng lượng và các nhà lập pháp cũng cho biết là họ vẫn chưa có một cái bản kế hoạch nào trong cuộc mà có thể uh, ngăn chặn tình trạng chính phủ bị đóng cửa sau ngày 22 tây tháng 3, tức là thủ, uh, chủ nhật tuần này. Và các nhà lập pháp đã bắt đầu vào ngày thứ sáu để uh, đưa ra một cái ít nhất là còn có 6 cái dự luật về chi tiêu của uh, chính phủ trong uh, sắp tới và trong đó uh, bao gồm luôn cả bộ quốc phòng, bộ an ninh nội địa, bộ y tế và kể cả bộ giáo dục và uh, tiểu bang uh, cung cấp cho các tiểu bang và theo thường trình của sở thuế IAS cho biết và các nhà lãnh đạo hàng đầu dự tính là sẽ đưa ra tất cả những cái chi tiết và thỏa thuận này trong ngày chủ nhật uh, tiếp theo mà cái việc gọi là có năm cái dự luật đã tiếp tục uh, được uh, mở rộng trong cái nghị quyết được xem là tiếp nối tức là một cái giải pháp tạm thời để tránh cho tình trạng một số cơ quan của chính phủ bị đóng cửa đây được xem là một một trong những nỗ lực của quốc hội nhằm tìm cách đưa ra một cái giải pháp để có thể đưa đến cái thỏa thuận cho sáu cái chi tiêu phí của chính phủ trong năm 2024 đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay lực lượng đặc nhiệm của hạ viện đặc trách về trí tuệ nhân tạo người chủ tịch cho biết là bắt đầu để tới ý tới những cái cuộc điều trần kể cả các cuộc điều trần kính lẫn các cuộc điều trần gọi là công khai để có thể à, duyệt xét tới việc đặt ra quy tắc cho việc phát triển về ai Chủ tịch của cái đơn vị đặc trách về gọi là đặc nhiệm trong vấn đề khá phát triển về trí tuệ nhân tạo tức là AI có thể sẽ đưa ra cuộc điều trần về việc trí tuệ nhân tạo trong giữa lúc mà phía quốc hội đang tìm cách gọi là đưa ra những cái hành lang pháp lý cho cái kỹ nghệ mới này. Một số những thành viên trong cái lực lượng của chúng tôi và trước cuối năm này được báo cáo về chi tiết của một cái hệ thống khung làm việc và cái khung luật pháp dành cho trí tuệ nhân tạo và khung luật pháp này sẽ là một loạt những cái uh, khác nhau và trong đó có thể sẽ đưa ra một cái sự tranh cãi và chúng ta cần phải có một cái uh, việc mà duyệt xét vấn đề này chúng tôi đang tìm cách thu lượm tất cả những thông tin và tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là hàng loạt các cuộc điều trần có thể sẽ là uh, cuộc điều trần để chúng ta đưa ra được cái quy tắc tích hợp cho việc phát triển ai một cách an toàn bản tin mới nhất cho biết thì obemoli uh, mote cho biết rằng là ông sẽ chỉ đạo cho một cái cuộc điều trần sắp sửa diễn ra, trong đó sẽ mời một số những công ty chuyên về AI cũng như những người quan tâm về sự lo ngại nguy hiểm của AI ra điều trần. Và ông được xem là chủ tịch của cái đơn vị đặc nhiệm, đặc trách về vấn đề phát triển AI và trong đó quốc hội vẫn chưa có một cái luật nào rõ ràng. Tôi nghĩ rằng các cuộc điều trần sẽ có một cái uh, phương thức khác nhau và trong đó các cuộc điều trần có thể sẽ là những cuộc gặp gỡ, những cuộc họp kín và kể cả những cái cuộc điều trần công khai để chắc chắn rằng các thành viên sẽ cảm thấy thoải mái khi mà đặt câu hỏi cũng như là quan tâm tới những cái vấn đề hai góc của cái vấn đề phát triển AI. Lực lượng này đã được bổ nhiệm bởi lưỡng đảng do Chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson đã bổ nhiệm trong đó thì có sự đồng ý của Chủ tịch khối thiểu số tại Hạ viện là ông ha ông Hakim Pejefi trong đó trong cái cuộc gặp gỡ vào tuần trước ở tại văn phòng của ông Johnson và ông Mike Johnson cho biết rằng là sẽ có những cái cuộc phỏng vấn riêng biệt và ông sẽ tập trung vào những nhóm tiềm năng để có thể đưa ra một cái chính xác về những cái khung luật pháp dành cho AI. Đây được xem là mối quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ trong việc mà phát triển về AI là một nhu cầu không thể tránh khỏi của công chúng. Tuy nhiên, làm cách nào phát triển được an toàn và tránh tình trạng thiên vị trong AI thì vẫn là vấn đề nhức nhối của Quốc hội đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay tối cao pháp viện đã lắng nghe cái cuộc điều trần về việc mà gọi là vi phạm cái tu chính án số 1 trên mạng xã hội trong vấn đề quyền tự do ngôn luận. Bản tin từ Washington cho biết thì một cái nhiệm kỳ khá bận rộn cho việc mà có một những cái tiêu chuẩn dành cho việc mà phát biểu tự do ở trên tất cả các cái mạng điện tử tối cao phát hiện trong ngày thứ hai đã bắt đầu lắng nghe cái cuộc tranh luận của phía của các tiểu bang do đảng cộng hòa dẫn đầu và chính quyền của Joe Biden làm cách nào để mà chính quyền có thể chống lại tất cả những cái post ở trên mạng xã hội trong những vấn đề liên quan tới vấn đề của con Covid-19 hoặc là vấn đề an ninh về vấn đề bầu cử và các chánh án sẽ lắng nghe cuộc điều trần được để đơn bởi các cái đơn kiện của tiểu bang Louisiana, Missouri và một số những nơi khác cáo buộc rằng các viên chức nằm trong chính quyền của đảng dân chủ đã tìm cách cấu kết với mạng xã hội và vi hiến khi mà họ tìm cách kiểm soát tất cả những quan điểm bảo thủ và tòa phán quyết ở phía dưới đã đứng về phía của các tiểu bang tuy nhiên tối cao pháp viện đã ngăn chặn phán quyết này cho tới khi mà họ duyệt xét phán quyết này và tối cao pháp viện cho biết thì đây là một trong những cái tâm điểm khá quan trọng về quyền tự do ngôn luận của người dân ở trên mạng xã hội, đặc biệt là việc mà phía của chính quyền joe biden đã tìm cách cấu kết với những mạng xã hội để mà ngăn chặn những cái quan điểm khác biệt, đặc biệt liên quan tới vấn đề gian lận bầu cử trước đây, cũng như là cái vấn đề chống đại dịch và dưới một tháng thì phía của tối cao pháp viện cho biết rằng họ sẽ lắng nghe cái phía của tiểu bang florida, tiểu bang texas và một số những tiểu bang khác bao gồm louisiana và missouri, trong đó thì tiểu bang texas và florida đã có những lệnh nghiêm cấm tất cả các mạng xã hội là nói chuyện hoặc là lấy ra tất cả những cái lời bình luận hoặc là những cái topic của những người dân khi mà họ phát biểu ở trên mạng xã hội. Tuy nhiên thì một số những cái người ủng hộ cho phía của mạng xã hội đã tìm cách khởi kiện cái luật này ở Florida và kể cả ở Texas. Trong khi đó thì tiểu bang Louisiana và tiểu bang Missouri đã thắng trong cái tòa kháng án trước đây là buộc tất cả nhân viên trong chính quyền của châu bên không được phép tiếp xúc với lại mạng xã hội để mà tìm cách kiểm duyệt người dân và trong đó nhắm vào trang uh, facebook platform x trước đây là trang twitter cũng như một số những cơ quan truyền thông khác và truyền thông xã hội khác gồm có YouTube, TikTok, vân vân. Và điều này là một sự đe dọa tới cái việc mà phía chính quyền trung ương đã và chính quyền liên bang đã sử dụng quyền lực và quyền của chính phủ để ngăn chặn người dân phát biểu quyền tự do của họ. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp Louisiana là Liz Marie đã đưa ra trong một đoạn video trên online. Và hiện nay thì tối cao pháp viện trong ngày hôm nay đang lắng nghe cuộc điều trần về cái tính chất của tu chính án số 1 của trên mạng xã hội cũng như là cái chính quyền của Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, cơ quan dưới quyền của Joe Biden đã chuẩn bị đi tới một cái bản đúc kết để bắt đầu siết chặt vấn đề mà xe chạy bằng xăng và trong đó họ thúc đẩy cái chính sách cực tả là buộc người dân phải chạy xe điện. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Joe Biden trong tuần này sẽ hoàn tất một cái khung quy tắc nhắm mục tiêu vào giảm tất cả những cái xe xăng chạy tại Hoa Kỳ và trong đó sẽ thúc đẩy nỗ lực xe điện trong việc mà họ nói rằng là bảo vệ cho môi trường. Cơ quan gọi là EPA, tức là cơ quan bảo vệ môi trường, à, trong tuần này sẽ đưa ra một cái bản quy tắc cuối cùng của họ và họ nói rằng là sẽ tăng cường rất nhiều việc mà sản xuất các xe điện tuy nhiên họ cũng sẽ có một số những chính sách cứng rắn đưa ra để áp dụng đối với các xe chạy bằng xăng và điều này có nghĩa là sẽ giới hạn cái quyền mua xe của người dân hoa kỳ khi mà họ chọn mua xe xăng khi và phải tuân thủ tất cả những cái quy tắc mới được đưa ra bởi cái bộ bộ bảo vệ về môi trường của chính quyền joe biden và trong đó thì một số những tổng giám đốc của ngành năng lượng hoa kỳ bao gồm luôn cả Viện Nghiên cứu về Năng lượng của Hoa Kỳ là Jason Isaac nói rằng việc mà thúc đẩy này dường như là đã gây tổn hại rất nhiều và gây tổn hại cho không những là giới tiêu thụ mà kể cả nền kinh tế Hoa Kỳ. Và điều này cho thấy là chính quyền của Joe Biden đang tìm cách thúc đẩy tất cả những nghị trình về The Green New Deal, tức là cái nghị trình cực tả về môi trường để củng cố cái khối phiếu của ông ta do cái nhóm khuyên tả đang tìm cách gọi là tách rời ông ta ra và họ thúc đẩy việc này là phải mua tất cả những chiếc xe xe chạy bằng điện à, bắt đầu từ những chiếc xe 4 chỗ cho tới những chiếc xe SUV và xe truck là từ đây cho tới năm 2032 họ muốn rằng 50% các xe bus và các cái xe của chính phủ phải à, sử dụng ít nhất là 35% xe điện và cùng với một số những cái xe uh, khác của chính phủ và trong đó thì vào tháng giêng thì phía EPA đã bắt đầu nộp tất cả những cái bản uh, quy tắc này lên tòa bạch ốc để duyệt xét và trong thời gian mấy tuần gần đây thì cái văn phòng ngân sách của quốc gia nói rằng là việc mà thúc đẩy này có thể sẽ làm tăng ngân sách của quốc gia đây được xem là một trong những cái chính sách cực tả mà chính quyền Joe Biden đưa ra nhằm củng cố lá phiếu của nhóm cử tri khuynh tả ủng hộ cho môi trường đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình hoa kỳ ngày hôm nay tiểu bang idaho đã bắt đầu duyệt xét tới việc uh, nghiêm cấm sử dụng các cái ngân quỹ công cộng hoặc là các cái vị trí công cộng cho những cái uh, dịch vụ về chuyển giới tính Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà lập pháp của Idaho dự tính là sẽ bỏ phiếu trong tuần này trong một dự luật là nghiêm cấm sử dụng các cái ngân quỹ công cộng hoặc là các cái vị trí công cộng của chính phủ dành cho tất cả những thành phần chuyển giới, trong đó bao gồm luôn các nhân viên của đó, tiểu bang sẽ không thể sử dụng tất cả những cái bảo hiểm y tế của họ để mà có thể bao gồm luôn cả chương trình Medicare là để à, chi tiền cho vấn đề chuyển giới tính và dự luật này đã được thông qua trên sàn hạ viện và rõ ràng trên sàn thượng viện do đảng cộng hòa nắm giữ và sẽ gửi tới bàn của thống đốc Bradley Lido và trong đó thì ông sẽ ký thành luật và trong đó thì thống đốc của đảng cộng hòa cho biết ông đã sẵn sàng và ông sẽ không tin rằng là sử dụng những cái ngân quỹ công cộng này để có thể cung cấp việc dịch vụ chuyển giới cho những người chuyển giới tính và nếu dự luật này được thông qua, Idaho sẽ trở thành tiểu bang ít nhất là tiểu bang thứ 10 là sẽ ban cấm sử dụng tất cả các quỹ về Medicare, tức là cái quỹ về chăm sóc y tế cũng như là tất cả những cái vị trí công cộng là cung cấp cho những người được xem là chuyển giới cho bất kỳ lứa tuổi nào. Và đây là tiểu bang thứ 10 trong cái phong trào mà được à, thúc đẩy bởi cái tổ chức gọi là Movement Advancement Project. Trong đó một phần là họ nói rằng là không thể lợi dụng cái ngân quỹ của công cộng là tiền thuế của người dân để cung cấp cho dịch vụ chuyển giới. Những người phản đối cái dự luật này cho rằng là nó là có một cái hành động gọi là phân biệt đối xử với người qua được xem là chuyển giới tính. Trong đó thì à, trong một cái trường hợp thì tiểu bang này đã ra lệnh là cung cấp cái việc mà à, cái à, hình ảnh của những người chuyển giới và kể cả một số những à, cái à, này chi tí họ chi phí tới 2.5 triệu trong cái tiền pháp lý vào năm ngoái thì một quan tòa liên bang tại Idaho đã cấm việc thúc đẩy một cái việc ban lệnh cấm cả cái việc gọi là chuyển giới tính ở giới trẻ, trẻ vị thành niên cho tới khi nào cái um, luật này đã, đã, được, đã được thúc đẩy bởi một số những cái uh, thành phần chuyển giới tính và trong đó quan tòa đã bác bỏ cái uh, luật của tiểu bang và bây giờ đang chờ lên tới tối cao pháp viện cái luật này đã vi phạm cái tu chính án số 14 về quyền bảo vệ công bằng đó là một trong những lời phát biểu đã đưa ra bởi một luật sư bảo vệ cho giới chuyển giới đã đưa ra trong cuộc điều trần ngày thứ năm tuy nhiên thì tiểu bang này có thể sẽ trở thành tiểu bang thứ 10 ban lệnh cấm sử dụng các uh, cái ngân quỹ công cộng và kể cả các cái uh, à cái building công cộng là cung cấp dịch vụ cho chuyển giới đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu tổng thống Trump lên tiếng và cho rằng bà Lee Cheney, một thành viên trong ủy ban ngày 6 tây tháng 1 cần phải bị đưa vô nhà tù. Sau khi mà Hạ viện đã mở ra cuộc điều tra nhắm vào cái quỹ ban ngày 6 tây tháng 1, trong đó có tiềm năng cho thấy là đã có những cái hành động xóa đi những bằng chứng và sử dụng cái uh, quỹ ban này để mà chống ông Trump. Và trong đó ông Trump lên tiếng và cho biết là kẻ cầm đầu là bà Lee Cheney, một à, dân biểu của đảng Cộng hòa và đã bị trục xuất khỏi đảng. Trong đó gần như là đã tìm cách che giấu tất cả những bằng chứng có lợi cho ông Trump để đưa ra những kết luận được xem là buộc tội ông Trump về tội phản loạn. Bà ta cần phải đi tù và sống qua thời gian còn lại trong nhà tù và kể cả, cả những kẻ nằm trong quỹ ban này. Ông Trump đã bỏ trên trang True Social như trên. Ông ra lời phát biểu của cựu Tổng thống Trump đưa ra sau khi mà có một bản báo cáo nói rằng bà Jenny đã quyết định là sử dụng một cái nhân viên mật vụ trong đó nói rằng là ông Trump đã lái một chiếc xe SUV xông vào một chiếc limo uh, trong cái uh, thời điểm mà xảy ra ngày 6 tây tháng 1 và bên cạnh đó thì uh, có những cái cuộc thẩm vấn liên quan tới việc khai triển lực lượng về bên quốc gia tới DC và đã bị che giấu trong khi cái tin mà cái cô nhân viên mật vụ đã tung cái tin giả ở trên cái cuộc điều trần nói rằng ông Trump đã sử dụng một chiếc xe SUV để tông vào một chiếc limo thì hoàn toàn không có một nhân chứng nào nhưng vẫn được ghi nhận bởi cái ủy ban ngày 6 tây tháng 1 và cựu uh, nhân viên của tàu bạch ốc này có tên là Cassidy uh, Hutchison đã xuất hiện trước cái quỹ ban ngày 6 tây tháng 1 và trong đó là thúc giục bà Lee Cheney là phải có một cái hành động cứng rắn với ông Trump. Điều này dẫn tới việc mà bà Lee Cheney đã xóa bỏ đi một cái đoạn thẩm vấn quan trọng với một tài xế của ông Trump và trong đó chính tài xế này đã đích tân nghe được ông Mark Moodle tức là động lý văn phòng của ông Trump cũng như ông Trump đã yêu cầu bà thị trưởng browser của Washington DC là khai triển 10.000 lực lượng vệ binh quốc gia tới khu vực của DC trong ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên thì bà thị trưởng cho biết bà chỉ cần khoảng 350 lực lượng vệ binh quốc gia. Tuy nhiên thì cái chi tiết này đã bị xóa bỏ tất cả ở trong cái quỹ ban ngày 6 tháng 1 để đưa ra một cái kết luận để kết tội đối với ông Trump. Tuy nhiên thì hiện nay thì quỹ ban của Hạ viện đã cho điều tra lại cái quỹ ban ngày 6 tháng 1 và có tiềm năng là các cái thành viên trong ủy ban ngày 6 tại tháng 1 đã có hành động gần như là che giấu bằng chứng và đưa những bằng chứng giả để tìm cách buộc tội ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ngay sau khi cố tình đưa ra cái chữ gọi là Blood Pass, tức là và quyết lộ thì ông Trump đã dự đoán trước là giới truyền thông sẽ có những cái lời xuyên tạc và ngay sau những lời xuyên tạc của một số công ty truyền thông, ông Trump đã lên tiếng và chỉ trích cái lời phát biểu của các công ty truyền thông khuyên tả khi mà xuyên tạc lời nói của ông. Cựu Tổng thống Trump trong ngày hôm nay thứ hai đã lên tiếng chỉ trích đảng Dân Chủ và một số công ty truyền thông đã cố tình diễn dịch sai cái chữ Blood Park của ông trong lúc mà ông xuất hiện tại Ohio trong cuộc bà Raleigh tại Ohio vào ngày thứ Bảy, ông đã nói về tình trạng mà kỹ nghệ xe qua Hoa Kỳ đang đối diện với sự nguy hiểm khi mà có những cái xe nhập cản. Nếu mà tôi không nhận được, không được là đắc cử thì sẽ là một cái blood pass, tức là một cái quyết lộ dành cho tất cả nền kinh tế và trong đó bao gồm luôn cả kỹ nghệ xe hơi. Ông Trump đã phát biểu như trên và tờ Wall Street Journal đã tường trình lại. Tuy nhiên, một số công ty truyền thông khuynh tả đã tìm cách dùng chữ plug tức là cái chữ uh, huyết lộ này, nói rằng là sẽ có một cái cuộc nổi loạn, bạo loạn về chính trị và ông Trump đang kích động một cái bạo loạn chính trị nếu như ông bị thất bầu cử trong tháng 11 sắp tới đây. Và ngay sau đó thì ông Trump đã lên tiếng phản ứng và nói rằng các công ty truyền thông tin giả, tức là fake news media, và cái đối tác dân chủ của họ lại tiếp tục phá hủy cái đất nước của chúng ta. Trong đó khi mà tôi sử dụng cái chữ Blood Pass kể cả họ đã hiểu rõ tôi nói cái gì nhưng họ vẫn tiếp tục sử dụng và diễn dịch ra một lối khác. Khi tôi nói rằng cái này nó cái chính sách này của Joe Biden sẽ giết cái kỹ nghệ về xe hơi ở Hoa Kỳ và cái nghiệp đoàn công nhân về xe hơi tức là united auto worker à, với cái sự là lãnh đạo của lãnh đạo của họ phải hiểu những cái ý của tôi và việc mà gọi là quản lý buộc phải mua xe điện dưới sự thúc đẩy của Joe Biden, nó sẽ là không có một chiếc xe nào sản xuất tại Hoa Kỳ và chúng ta phải nhập cản từ Trung Quốc và do đó thì đây là lời nói của tôi. Đây được xem là một trong những cái phản ứng của ông Trump ngay sau khi mà đám truyền thông khuyên tả đã có hành động diễn dịch sai cái lời nói của ông dùng chữ blood pact tức là cái chữ huyết lộ này cho những cái cuộc mà họ minh tả, minh họ minh họa là cuộc bạo động chính trị nếu như ông bị thất cử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tờ báo cánh tả Washington Post nói rằng ông Trump lại để ý tới việc chọn lại một trong những người vận động chiến dịch tranh cử thành công trong năm 2016, quay trở lại năm 2024. Người này chính là Paul Manafort, người đã bị đảng Dân Chủ kết tội rất nặng. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu à, uh, Tổng thống Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa dự tính là sẽ chọn lại ông Paul Manafort, được xem là cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông trước đây, vốn đã được ông ân xá, sẽ là một trong những cố vấn về chiến dịch tranh cử của ông trong năm nay. Theo tường trình của tờ báo khuynh tả là Washington Post đưa ra, chỉ ra bốn nguồn tin thân cận và cái uh, ông Manafort đã thành công khi mà vận động tranh cử cho ông Trump và thắng được bà Hillary Clinton năm 2016 và họ sẽ thảo luận về cái cuộc uh, gọi là tranh cử năm 2024 khi mà Đảng Cộng hòa có một cái đại hội đảng ở tại Milwaukee uh, của Wisconsin vào tháng 7 năm nay và trong đó sẽ bao gồm luôn cái vai trò của ông Manafort trong việc gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông Trump đã ân xá cho ông Manafort vào năm 2020, 7 tháng sau khi mà ông đã được trả tự do sau à, sau một cái thời gian mà ông đã bị kết tội à, về à, cái vấn đề gọi là trốn thuế và có những cái lừa gạt đối với nhà băng và hiện nay thì chiến uh, chiến dịch tranh cử của ông Trump vẫn chưa cho biết về cái bản tin này của hãng thông tấn Reuters. Tuy nhiên thì uh, họ vẫn không loại trừ việc vai trò của ông Manafort sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tòa Bạch Ốc lên tiếng nói rằng là họ muốn công ty mẹ của công ty TikTok phải thoát vốn và chúng tôi cũng không muốn có một cái uh, lệnh cấm đối với lại phía công ty TikTok tòa Bạch đốc trong ngày chủ nhật đã đưa ra lời phát biểu về cái dự luật đầy tranh cãi là sẽ cấm công ty tiktok nếu như công ty biden không chịu thoát vốn và cùng một lượt thì cố vấn an ninh đặc trách về à, truyền thông của hội đồng an ninh quốc gia là john Kirby đã nói trên đài hội truyền hình abc trong tuần này là chính quyền vẫn đang lo ngại rất nhiều về tình trạng người sử dụng tại hoa kỳ tôi có thể nói một lần nữa nhiều lần là đây không phải là một lệnh cấm ông Kirby đã cho biết như trên và chúng tôi cũng không muốn ban lệnh cấm với tiktok chúng tôi hiểu được có rất nhiều người à, đang có cái cuộc sống kinh tế lệ thuộc vào trang tiktok tuy nhiên chúng tôi muốn nhìn và thấy rằng là công ty tiktok sẽ tách rời cái công ty mẹ của họ tại Trung Quốc là công ty Biden, công ty này đã có những cái tuân thủ với luật lệ của nhà nước cộng sản Trung Quốc mà chúng tôi nghĩ tin rằng là sẽ cung cấp các cái dữ liệu và gây nguy hiểm cho người dân Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn rằng công ty mẹ ở Trung Quốc phải thoát vốn để chúng tôi không có còn lo ngại và mỗi người dân Hoa Kỳ đều lo ngại tất cả an ninh về dữ liệu của họ đều được công ty Biden quản trị và đảng cộng sản Trung Quốc có thể sử dụng những công những cái dữ liệu này để mà tấn công hoặc là gây nguy hiểm cho người dân Hoa Kỳ. Ông John Kirby đã đưa ra lời phát biểu như trên. Lời phát biểu của ông phản ứng sau khi mà Do Thái nói rằng là chiến dịch quân sự của họ xâm lăng và Rafa ở phía nam giải Gaza sẽ có cuộc chiến với Hamas cho, trong lúc mà đang có bừng tỉnh sau cuộc tấn công vào ngày 7 tây tháng 10. Chúng tôi không ủng hộ cho bất kỳ một cái chiến dịch nào cho tới khi mà họ bảo đảm được cái sự an toàn của 1.5 triệu người tị nạn ở tại Rafa và tình trạng an ninh cũng như là tình trạng an toàn của họ và chúng tôi vẫn tiếp tục tiếp tục áp lực chính quyền của Do Thái là phải giảm đi tất cả những thiệt hại về nhân mạng và đặc biệt là phải có thêm những chiếc xe chất cứu trợ để có thể bảo đảm cho cuộc sống của người dân tại giải gaza đây được xem là lời phát biểu của ông john Kirby đưa ra liên quan tới trang mạng tiktok mà trong đó gần như là đã được sự đồng thuận của phía joe biden là sẽ ký thành luật nếu như cái dự luật này được thông qua trên quốc hội và nó đã được thông qua trên sàn hạ viện cùng một lượt thì việc mà buộc TikTok phải thoát vốn của Biden có thể sẽ diễn ra trước khi có cuộc bầu cử tháng 11. Đó là lời khẳng định của ông Mike Gallagher là chủ tịch của tiểu quỹ ban đối phó với đảng cộng sản Trung Quốc. Ông dân biểu Mike Gallagher lên tiếng và ông nói rằng việc buộc TikTok phải bán lại tất cả những cổ phần của họ cho các đối tác tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra trước cuộc bầu cử năm 2024. Việc mà chúng tôi đã tiến gần tới cuộc bầu cử và tình tiềm năng nguy hiểm này càng lúc càng nguy hiểm hơn vị dân biểu của tiểu bang Wisconsin đã phát biểu vào ngày Chủ nhật trên chương trình Face the Nation của đài CBS. Lời phát biểu của ông Mike Gallagher đưa ra Giữa lúc mà công ty Facebook, uh, TikTok đang đứng trước tiềm năng có thể bị cấm Và hiện nay cái dự luật này đã được nằm trên sàn của Thượng viện Và ngày thứ tư tuần trước thì Hạ viện đã thông qua với tổng số phiếu là 352 trên 65 Trong đó buộc công ty mẹ là Biden phải thoát vốn ra khỏi công ty TikTok trong vòng 165 ngày Hoặc là trang TikTok sẽ bị cấm tại Hoa Kỳ Thượng viện dự tính là sẽ duyệt xét cái uh, dự luật này Và nếu nó được thông qua thì có thể sẽ ông cho bên tuyên bố là ông ta sẽ ký và sẽ uh, ủng hộ cho cái việc này này. Trong khi đó thì ông Gallagher chỉ ra cho thấy Rằng là cái dự luật này nó sẽ được hoàn tất trước khi mà có cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ năm 2024 và mỗi một cái giới chức trong cộng đồng tình báo ra điều trần đều khẳng định là sự đe dọa nguy hiểm của công ty TikTok tới an ninh quốc gia. Ông Gallagher đã phát biểu như trên. Ông là chủ tịch của tiểu ủy ban đặc trách về đối phó với đảng cộng sản Trung Quốc. Người thành viên cao cấp ở trong đây là Raja Krishnamurti của đảng Nhân chủ à, cũng lên tiếng và đồng ý với ông Gallagher và nói rằng đây là điều quan trọng cần phải chấm dứt và đặc biệt là Biden làm chủ một công ty TikTok và Biden về căn bản thì họ là à, được xem là một trong những tổng biên tập à, làm việc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và gần như là họ sẽ có một cái à, kiểm soát và toàn bộ cái à, sản phẩm của công ty này. Đây là lời phát biểu của ông Cristiano Namoti đã đưa ra và trong đó thì công ty TikTok có thể sẽ không thoát được nếu như mà phía công ty Biden không thoát vốn. Đó là lời khẳng định của ông Mike Gallagher đã đưa ra. Và đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, bà hãng thông tấn Reuters cho biết là Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã nhóm họp về mặt dân nhân, nhân, nhân sự mà trong đó dự tính là Võ Văn Thưởng có thể sẽ từ chức. Và trên đây là cái bản bản tin của hãng thông tấn Reuters là Quốc hội của Cộng sản Việt Nam sẽ có cuộc họp về giải quyết vấn đề nhân sự theo một lá thư gửi cho các nhà lập pháp của Cộng sản Việt Nam. Nghị viện, tức là Quốc hội Cộng sản Việt Nam dự tính sẽ có cuộc họp vào ngày thứ năm để thảo luận một vấn đề khá đặc biệt về vấn đề nhân sự mà trong một lá thư gửi ra cho tất cả những đại biểu được nhìn thấy bởi hãng thông tấn Reuters. Và điều này cho thấy rằng đang có một cái sự thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng loạt các viên chức của Cộng sản Việt Nam và giới ngoại giao nó đang có khả năng là từ chức của ông Chủ tịch Võ Văn Thưởng đã là một trong những vấn đề đã được đưa ra trong cái phiên họp quốc hội kỳ này. Một viên chức Việt Nam đã đưa ra và nói rằng họ xác nhận phiên họp tuy nhiên thì giới báo chí của cộng sản cộng sản việt nam đã không nhắc gì tới việc mà cái lá thư của ông võ văn thưởng và lá thư này đã được ký bởi cái người được xem là tổng thư ký của cái quốc hội cộng sản việt nam là bùi văn cường gửi ra cho các thành viên của cái quốc hội bù nhìn của cộng sản việt nam và được thấy bài hãng không tấn Reuters trong đó nói rằng họ quyết định là ngày 6 tây cái phiên họp thứ sáu ngày và 15 của cái quốc hội cộng sản việt nam sẽ quyết định về vấn đề nhân sự và vẫn chưa rõ ràng là quyết định này như thế nào tuy nhiên thì theo một cái hãng thông thông tấn của đức cho biết của hoa lan cho biết thì nó có thể là liên quan tới ông võ văn thưởng 53 tuổi vốn là chủ tịch của nhà nước cộng sản việt nam từ tháng 3 năm 2023 có thể sẽ là một người được xem là thân cận với nguyễn phú trọng tổng bí thư đảng cộng sản việt nam và ông này đã có vẻ như là nộp đơn từ chức đây là cái bản tin của của hãng thông tấn Reuters đã đưa ra. Cùng một lượt thì sau khi mà có thêm cái quyết định của tiểu bang New South Wales ngăn chặn tất cả những du học sinh của Việt Nam tới từ một số thành phố và tỉnh thành tại Việt Nam thì phía của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Bùi Thanh Sơn đã phải ngồi xuống nói chuyện với lại Bộ Ngoại giao làm cách nào để mà ngăn chặn tình trạng những người đi du lịch và những người đi du học đã tìm cách trốn ở lại các nước sở tại. Đây được xem là một trong những cái vấn nạn mà khiến cho nhiều quốc gia đã không chịu cấp chiếu kháng visa du lịch hoặc là các cái chiếu kháng visa dành cho các du học sinh ở Việt Nam. Bởi vì đa số các du học sinh và những người du lịch đều tìm cách ở lại nước sở tại một cách bất hợp pháp sau khi họ đặt chân tới những quốc gia này và điều này đã xảy ra sau khi mà tiểu bang New South Wales của, Đức, của Úc đã tuyên bố là họ sẽ không nhận thêm các du học sinh của Việt Nam từ khi là phía cộng sản Việt Nam phải giải quyết được tình trạng các du học sinh đã trốn ở lại và một số những người đi du lịch cũng đã trốn ở lại những quốc gia này đặc biệt họ nhắm vào các quốc gia của khối Tây phương gồm có Canada, Úc, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Đây được xem là một trong những cái vấn nạn mà Cộng sản Việt Nam đã không thể thảo luận được cái vấn đề miễn chiếu kháng hoặc là xin nhập cảnh cho công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được nhập cảnh vào những quốc gia được xem là có một cái nền kinh tế cao và được xem là một quốc gia đã phát triển. Và điều này đã dẫn tới việc mà Bùi Thanh Sơn đã phải làm việc lại với Bộ, Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam để tìm cách làm sao ngăn chặn tình trạng trốn ở lại của các du học sinh và kể cả những người đi du lịch. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng mà các cán bộ đảng viên trong vùng máy cai trị vẫn có những cái phát biểu ngây ngô và được xem là thiếu trí thức và không đủ trình độ Khiến cho phía của cái vùng uh, máy cai trị đã phải thành lập một cái lớp gọi là lớp bồi dưỡng cho người phát ngôn của các ban ngành nằm ở tại Sài Gòn mà cái gọi là trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu là luyện tập cho ít nhất là hàng trăm học viên gồm các cán bộ các ngành sở và nằm ở trong các cái ngành quản trị và cả cai trị của Cộng sản Việt Nam. Thời gian gần đây thì hầu hết những lời phát biểu của các cán bộ quan chức trong quần máy cai trị đã gây ra những cái cuộc tranh cãi gây gắt của công chúng về trình độ của các cán bộ đảng viên cũng như những cái lời phát biểu được xem là ngây ngô tới nhất mức mà người dân phải cười và gần như là họ đã chọc cười tất cả những cái lời phát biểu của các cán bộ đảng viên trong quần máy cai trị. Việc này dẫn tới việc mà bây giờ cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh phải tổ chức một cái cuộc gọi là phát biểu và sợ sử dụng những nhân vật nằm trong cái ngành báo chí tuyên truyền của cộng sản việt nam để hướng dẫn cho các cán bộ đảng viên phát biểu trước công chúng được xem là nghiêm túc hơn thay vì họ phát biểu theo kiểu của họ khiến cho người dân ở việt nam thấy rằng hàng ngũ cai trị đều là những kẻ thất học không có sự cái khả năng phát biểu trước công chúng và không biết cách phát biểu trước công chúng đây được xem là một trong những cái Tin mà cho thấy rõ ràng là nguồn máy cai trị đã không có được một cán bộ đảng viên nào phát biểu một cách đàng hoàng trước công chúng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và sau khi khoe tất cả những cái tặng vật của Nguyễn Phú Trọng, của Phạm Minh Chính và một số lãnh đạo trong nguồn máy cai trị ở tại Việt Nam, thì Hoàng thị Thí Lan chỉ bị đề nghị kỷ luật khi mà bà này được xem là có hành động lạm quyền và tham nhũng đối với đại tỉnh Vĩnh Phúc. Bản tin mới nhất cho biết thì cái Ủy ban kiểm tra trung ương là đề nghị chỉ kỷ luật đối với lại bà bí cựu bí thư của tỉnh Vĩnh Phúc là Hoàng Thị Thúy Lan cùng với một số cán bộ khác chỉ kỷ luật thôi không bị truy tố ra tòa và quyết định này được đưa ra sau khi mà bà Lan đã tung ra một đoạn à, một số video trong đó bà đã khoe khoang rất nhiều những cái tặng vật mà những nhân vật chủ chốt trong quần máy cai trị bao gồm cả Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và một số nhân vật khác tặng quà cho bà ta và chính điều này đã dẫn tới việc cái gọi là quỹ ban trừa kiểm tra trung ương chỉ đề nghị là kỷ luật với bà này trong cái nội bộ đảng thôi không hề truy tố bà này về tội lạm quyền và tham nhũng đối với lại cái việc mà bà ta đã sử dụng vị trí của mình để trục lợi cho gia đình và có một lối sống được xem là rất là xa hoa ở tại tỉnh Vĩnh Phúc đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trả lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!